Châu và cô Diệu Thảo rất vui mừng gặp lại tất cả quý vị khán giả thân thương của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Cô Thảo ơi, cô Thảo hôm qua mới đi siêu thị đó. Mà em thấy đó, cô có rất là nhiều loại xà lách lạ lắm. Đúng nha. Rồi, có nhiều loại lắm. Thí dụ như là xà lách Caron nè, xà lách Iceberg nè, rồi còn có xà lách Frise nữa. Đúng rồi, có rất là nhiều, mà tất cả những loại xà lách này đều có đặc điểm là có nhiều vitamin và chất khoáng lắm, cho nên ăn rất là tốt cho sức khỏe. Mà có thể làm món xà lách trộn nữa đó. Hay quá, cô em rất là thích ăn xà lách trộn luôn á. Bởi vì hả, ăn vào có vị thơm mát của xà lách nè, mà giòn giòn rất là tươi ngon nữa. Mà thấy cô Thảo có vẻ hình như là có công thức gì đó tính chia sẻ với Minh Châu đúng không? Tất nhiên rồi, sẵn nói về salad thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả món salad trộn với cách thực hiện chung với lại thịt ba rọi sông khói và cá ngừ thẩm dầu nữa. Vậy còn chần chờ gì nữa phải không cô Thảo? Mình bắt đầu thực hiện nha. Để thực hiện món salad trộn thì chúng ta cần khoảng 400g salad các loại, 40g cà rốt sắc sợi, 100g thịt ba rọi sông khói, khoảng 2 muỗng canh cá ngừ ngâm dầu, sốt Tabasco, 50g bơ lạc, 1 muỗng cà phê tỏi băm, 2 lát bánh mì sandwich và các loại gia vị thông thường cùng với giấm gạo Lisa và sốt trứng gà tươi Lisa. Giai đoạn đầu tiên đó là giai đoạn chúng ta chuẩn bị phần salad nè. Salad chúng ta mua về phải rửa cho thật sạch đi và để ráo. Sau đó chúng ta sẽ sắc khúc vừa ăn. Bây giờ cô sẽ sắc khúc khoảng chừng 3cm nha. Dạ. Loại salad caron thì nó có một cái đặc điểm là những cái cọng salad nó rất là giòn. Loại thứ hai mà nó có những cái gai gai răng cưa phía bên ngoài rất là đẹp này thì tên cái là gì? Em nhớ nè, salad frise. Đúng, chính xác luôn. Để em lấy cái này ra cho cô Thảo nha. Cái này đẹp quá à. Em nhớ nó là salad iceberg phải không cô? Chính xác luôn. Bây giờ đến nguyên liệu thứ hai, đó là phần thịt ba rọi sông khói. Dạ. Thì Minh Châu chỉ việc cắt ra thành sợi như thế này. Rồi, ba rọi sông khói đã sắc xong. Bây giờ đến phần bánh mì này. Cô sẽ làm món bánh mì crouton. Bánh mì crouton? Ừ, bánh mì crouton là chúng ta sẽ làm từ bánh mì sandwich nha. Sau đó cô sẽ trộn đều với lại bơ và tỏi. Và chúng ta sẽ cho vào trong lò nướng, nướng vàng giòn lên. Trời, nghe là thấy hấp dẫn rồi cô ơi. Chúng ta sẽ trộn chung cái bánh mì crouton này với lại salad thì món salad chúng ta sẽ rất là ngon. Vừa có vị giòn mà vừa có vị béo béo của bánh mì crouton nữa. Minh Châu nhớ lưu ý là trước khi chúng ta tiếp tục chế biến á, thì Minh Châu sẽ cho cái phần này vào tủ lạnh giữ lạnh cho cô trước khi mà chúng ta trộn. Vì làm như vậy thì khi chúng ta trộn salad mới giòn và ngon. Dạ. Khi mà chảo đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho bơ vào. Sau khi trộn xong bánh mì với lại bơ tỏi rồi đó thì mình sẽ cho vào lò nướng và mình sấy thật là nhẹ để cho bánh mì nó sẽ giòn lên. Cô ơi, đâu phải nhà nào cũng có lò nướng đâu cô. Quý vị khán giả có thể để phần bánh mì này lên trên chảo và chúng ta để lửa nhỏ. Chúng ta dùng sạn chúng ta đảo đều rang thật nhẹ thì bánh mì cũng sẽ rất là vàng và giòn. Em đã nhớ rồi. Rồi bây giờ bơ cũng đã tan chảy ra rồi đó, chúng ta sẽ cho tỏi vào và chúng ta phi cho phần tỏi này thơm. Chúng ta sẽ cho một chút xíu muối vào trộn đều. Và bây giờ cho luôn cả phần bánh mì vào. Chúng ta sẽ đảo đều để cho bánh mì này thấm bơ với lại tỏi và muối. Bây giờ chúng ta sẽ đem cái phần bánh mì này bỏ vào lò nướng nha. Để cho bánh mì nó sẽ thật giòn lên thì nó mới ngon. Thì chúng ta sẽ làm tiếp đến cái phần ba rọi sông khói này. Đúng rồi. Chúng ta phải cho vào một cái chảo và chúng ta xào đều để cho phần mỡ trong ba rọi ra bớt. Và cái miếng ba rọi thật là săn lại, hơi giòn giòn, giòn thì mới ngon. Trong khi chờ đợi thì Minh Châu lấy giúp giùm cô xà lách ra nè. Dạ đúng rồi, chắc bây giờ xà lách đã lạnh và ngon lắm rồi đây. Và cái bánh mì crouton trong lò nướng cũng là được rồi đó. Dạ. Lấy ra sẵn đi. Đây rồi cô Thảo ơi, rồi. Bánh mì crouton rất là giòn. Và bây giờ thì thịt ba rọi sông khói cũng đã được rồi. Đầu tiên là mình sẽ trút ra cho ráo cái phần mỡ đi. Thì còn qua một giai đoạn nữa là chúng ta sẽ cho ra một cái tờ giấy thấm dầu. Dạ. Công thức để làm cái sốt cho món salad trộn này, chúng ta sẽ sử dụng 2 muỗng canh nước đun sôi để nguội, cho vào khoảng nửa muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Và chúng ta lại tiếp tục cho vào khoảng 1 muỗng cà phê sốt Tabasco để tạo nên hương vị đặc biệt cho món salad này. Và bây giờ phần cá ngừ mà ngâm dầu này thì chúng ta sử dụng khoảng 2 muỗng canh, tán ra cho nhuyễn và cũng cho chung vào với lại cái phần sốt này. Cho thêm vào khoảng 1 muỗng canh giấm gạo Lisa. Đây là cái loại gia vị đặc biệt mà chúng ta phải cho vào để tạo nên độ chua tự nhiên cho món salad trộn. Cuối cùng chúng ta còn muốn cho món ngon hơn thì chúng ta cho vào khoảng nửa chén sốt
trứng gà tươi pizza nữa. À, cái này mới chính là làm nên cái sự đặc biệt của cái món salad này phải không cô? Đúng rồi, bây giờ Minh Châu lấy cho cô nửa chén sốt mayonnaise. Rồi chúng ta sẽ trộn chung hỗn hợp này. Chúng ta sẽ cho phần sốt này vào. Chúng ta sẽ cho khoảng 2 phần 3 bánh mì crouton vào. Thịt ba loại xông khói cũng vậy, chúng ta trộn khoảng 2 phần 3 thôi. Dạ. Tất cả các thứ đã được trộn đều, màu sắc cũng rất là đẹp. Cho salad ra. Và cuối cùng là mình rắc thêm một ít phần ba loại xông khói và bánh mì crouton lên. Cuối cùng là nếu mình muốn cho đẹp hơn thì mình sẽ cho trang trí thêm một cái cọng hành lá nè, cho một ít cái phần cà chua bi vào. Và bây giờ thì Minh Châu có thể thử cái phần salad trộn này và chia sẻ cảm nhận với lại quý vị khán giả. Dạ. Rất là giòn nữa đó cô. Và đúng như cô nói với em lúc nãy đó, mỗi một loại nguyên liệu của mình thì có một cái độ giòn rất là khác nhau. Nhưng mà khi kết hợp lại thì rất là tuyệt vời, bởi vì có vị chua chua hơi nhẹ nhẹ của sốt trứng gà tươi Lisa nè, có cả giấm gạo Lisa. Gạo Lisa nữa, đúng rồi. Quý vị cũng đừng quên hãy liên lạc với chương trình để giúp chương trình ngày một tốt hơn bằng cách viết thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto 061-882-6188. Bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Minh Châu và cô Diệu Thảo chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.